Còn hai thằng em của ông Minh nè, thằng Trinh Chiến á, là chết hết trơn rồi. Ồ, Trinh Chiến đều chết rồi. Dạ. Vậy là chỉ còn mỗi đứa em gái thôi. Ồ, nghĩa là nhà Trinh, Đứa nhà con của rồi. Minh thì có bốn anh em, có một em gái và ba em trai. Nhưng mà do Trinh Chiến thì chết rồi. À, nó mất lâu chưa em? Nó mới mất cái này mấy năm à. Ờ, sao mất vậy? Có thằng Trinh á thì tự giận nó phóng cầu. Ờ. Còn thằng Quý Thằng Chiến á là nó bị bệnh. Gia Nó đình bị thì bé bệnh. tội quá ha. Có nghĩa gia đình nhà em này thì nói chung là cũng cha mẹ thì mất này, hai đứa em cũng mất này, giờ chỉ còn mỗi mình em gái thôi. Em gái thì bây giờ lấy chồng xa thì cũng không có giúp được gì cho mình, cho nên là có phải là vì vậy cho nên là mình mới buồn, mình mới uống rượu không đó. Anh có thường vô đây đốt nhang không? Không Hôm nay mới có cơ hội vô đốt ha. Ông nội, bà nội. Ừ. Có muốn nói gì với ông bà nội không? Xin chào, rất vui được gặp lại quý khán giả trên kênh Chú Cuội Vlog. Kính thưa quý khán giả, lúc này thì vô tình bắt gặp được một người thanh niên đang ngồi nhậu ở cặp vỉa hè như thế này nè cô chú anh chị, ngồi nắng nhậu luôn. Không biết anh có cái tâm trạng như thế nào. Thì thấy cũng hơi ngộ ngộ lạ lạ. Sẵn đường muốn chia sẻ cho cô chú anh chị em mình biết về cái hoàn cảnh của chàng thanh niên này. Không biết hoàn cảnh anh như thế nào mà anh lại có một cái tật hay ngồi cặp vỉa hè nhậu thế này mà ngồi nắng nữa. Hầu như là anh nhậu ngày nhậu đêm luôn. Thì mình cũng được biết là anh tên Minh, chưa vợ con gì hết. Mà hàng ngày anh thường xuyên nhậu, không có tiền nhậu thì anh vào ở trong nhà của mình á, ba mẹ của anh để lại cái căn nhà thì anh gỡ ra từng món luôn cô chú anh chị, gỡ ra từng cái cửa, cái tôn, những cái vật dụng trong gia đình, trong cái gia đình, rồi bán hết những cái số đó để mà lấy tiền đi nhậu. Xin mời quý khán giả chúng ta cùng nhín chút thời gian ha, để cùng khám phá cũng như là tìm hiểu về cái chàng trai kỳ lạ này. Nước có rượu hả? Nước hay rượu? Tôi nó rượu đi mua lại cho ông. Công mình rượu đây nè. Cái điểm anh ngồi thường thường là bên bên kia phải không? Rồi chuyển đổi qua đây. Chuyển bên kia, chuyển bên đây. Rồi bàn nhau cái vô hết rồi. Bàn nhau hả? Nó đi về nhà nó rồi. Là mấy người? Nhậu. Mấy người nhậu? Thường thì cỡ 3 người nhậu. 3 người. Ừ. Rồi anh Minh cho em hỏi này, nhà anh có nhà có cửa gì không? Nhà có, nhưng nhà có cha mẹ của mình này không, mà mình này đâu có nhà chính thức của mình này đâu. Nhà của cha mẹ thì cũng giống như nhà mình thôi. Nhưng mà cha mẹ còn không? Cha mẹ hai chết rồi. Chết hết trơn rồi, nhưng mà có nhìn giờ cha mẹ chết rồi thì để lại nhà cho Minh ở mà đúng không? Có để nhà đấy. Cái nhà bên đó hả? Dạ, anh ở trong kia kìa. Anh đang ở nhà đó hay là người khác ở? Anh em ở? Trong đấy có ai ở không? Không, không ai ở trên, bỏ không chỗ. Bây giờ mình dẫn mình vào thăm nhà được không? Dạ. Dẫn mình vô thăm nhà được không? Được. Đi. Coi nhà cửa cầm anh sao ha. Nhà luôn, cầm rượu vô nhà uống. Coi nhà cửa anh sao? Dạ, cứ không già. Dạ. Thì vô cầm đồ vô nhà ở nhậu đi. Đấy. Chào chú. Ngồi đây nhậu. Đây là bàn nhậu đây hả? Hay gì? Ngồi đây nhậu. Chứ vô nhà nhậu. Thì mình vô thăm thăm nhà một chút xíu thôi xong ra nhậu. Ờ. Nhà đó hả? Giờ bánh đậm chơi rồi. Rồi con vô con xem cái nhà ấy. Nhà nó trước nhà thường rồi, nó áo tôn bán nhậu hả? À. Vậy là có nhà nhưng mà rõ nhà là bán để nhậu đúng không? Nó bao nhiêu lâu thì hết? Mẹ nó chết chơi rồi. Mình có cái áo không? Mặc cái áo vô đi. Áo mày vẫn vô đâu ông ơi. Bên cái áo vô đi. Ừ, có cái áo đầu con Pikachu nữa kìa. Anh thường ngày nào cũng ngồi nhậu bên mép bên đó. Rồi nắng quá chạy qua đây. Tối ngủ mưa trời. Trời ơi. Ngủ ngoài luôn hả chú? Ngủ ngoài. Mũi không anh Minh? Mũi cắn không? Lạnh lẽo phải không? Không, ngoài đó nhậu mà không có. Gió. Có mũi. Mưa thì mới nãy anh nói là vỉa hè luôn hả? Rồi, bạn đồ dễ thương không? Tên. Bạn đồ dễ thương không? Tên. Rồi dắt anh em mình vô nhà ha, để thăm ở nhà một cái. Bây giờ đây coi chừng cho. Chừng giữ chai rượu trong. Quy mà sợ mất cái này. Rượu mới đây ở chỗ mình mà có đồ ăn cho nó không á. À. Cứ đi vô thăm nhà của thanh niên. Bây giờ mấy anh em của mình sẽ theo chân anh Minh để vào bên trong để tìm hiểu về cái căn nhà của anh cũng như là cái nơi anh đang sinh sống mà anh cho là nhà mà anh nói là không phải nhà. Không biết tâm trạng anh như thế nào, mời quý khán giả chúng ta cùng theo chân ha. Thì
mỗi lần đi ngang á cô chú anh chị là mình thấy anh chàng này hay ngồi nhậu ở cặp vỉa hè lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì sẵn đồng hành với mình có anh YouTuber Tiếng Sài Gòn cũng như là anh Quỳnh Phú Channel. Ba anh em cùng đi quay về ha. Thì trên đường thấy anh chàng này cũng hơi ngộ ngộ, cũng có một cái tâm trạng gì đó đặc biệt, cho nên là ba anh em cũng tò mò để mà đi theo chân anh, để mà cùng tìm hiểu về gia cảnh của anh như thế nào hả cô chú anh chị. À bà nội. Rồi. Cô và thằng Minh này. Người ta dùng cái từ dễ thương ha. Chú Sáu Minh này hả? Chú Sáu Minh này. Gửi cái mít cho nên có anh chú Sáu. Ở nhà này là nhà của ông già. Ủa, nhà này nhà này chút cái nữa này hả? Đi vô đi. Trời ơi, nhà của ông già. Nhưng mà anh ở nhà này đúng không? Rồi. À. Bỏ hoang vậy đó. Trời ơi, ở nhà gì sao? Nhà có nhà. Ừ, nói là anh dở ra anh bán hả? Ừ. Hả? Hả? Cái này là ai lọc bằng cái bạc này chi đấy? Lọc cho chúng mưa mà nó mục rồi. Cái mục rồi cái vậy đó. Dở ra cho bán lấy tiền nhậu hay gì anh Minh? Hả? Gỡ cái bán lấy tiền nhậu hay gì? Mình gió bao lâu thì hết cái nhà này? Gió bao lâu thì hết cái nhà này? Cỡ mấy ngày á. Mấy ngày bán được bao nhiêu tiền? Được trong mấy 200 ngàn. Đó nguyên cái nhà bán được trong mấy 200 ngàn. Không, nhưng mà cái mấy cái cửa sổ này có nghĩa là mình lâu lâu mình mới rót một miếng thôi đúng không? Chờ được món bán này, hết tiền nhau thì mình mới rót. Không có mấy trăm ngàn với cái rồi bây giờ bán ừ. Hết rồi lấy tiền đâu mua tiền nhậu đồ nhậu, rượu nhậu. Mình đi quá duyên. Hóa duyên là đi xin. Dạ. Nói đi nói hóa duyên cho nó lịch sự đúng không? Đến nhà chạy. Rồi anh đi ra ngoài đi. Ra ngoài đây là nhà chú Năm bên này. Cái nhà dưới này là nhà gì? Nhà dưới này là nhà bếp. Nhà tổ ơi. Dột á. Dạ, nhà của chú Nông, hiếp Nông mình đó. Ồ, nhìn có vẻ là cũng giống cái thằng men đó vậy. Có người ở. Đây là ngôi nhà của một bà Tinh Minh, ngồi nhậu ngoài đường đó. Nhà cửa ta tua như thế này thì mình hỏi thì anh nói là gỡ ra bán để lấy tiền mua rượu nhậu. Trời ơi, lần đầu tiên mình quá thấy một chú anh chị. Nhà cha mẹ để lại cho, nhưng mà anh kẹt tiền quá, không có làm gì hết, lấy tiền bán. Những cái đồ à trước chú Năm mình nè. À có nghĩa là nhà của chú Năm thì chú Năm hết rồi đúng không? Lý do là sao chú Năm chết? Anh đốt nhang lên anh. Tại vì ông nhậu quá. Nhậu quá hả? Đốt cho chú. Mình có sợ là mình nhậu rồi mình cũng giống vậy không? Không sao. Trời ơi. Lâu lâu có ghé thăm chú đốt nhang chú không? Có lúc trước mình ở đây nè. Ủa mình ở đây luôn. Mình đốt nhang với ông hoài. Mình hiểu lý do vì sao cái nhà này vẫn còn mãi. Không biết. Bởi vì cái nhà này nó bằng thiết với bằng cây. Cho nên là không bán được. Đúng không? Vậy là ông chú này là do nhậu quá cho nên là mới chết đúng không? Ờ. À. Mình hắn cái gì vậy? Hắn chú Năm phù hộ con dù giàu sức khỏe mạnh tay chân mạnh cái lưng luôn. Có đốt chú có cây nhang không? Đốt chú cây nhang không? Làm anh nói đại phát đạt điều này kia mạnh tay chân. Dạ. Thế là nhậu nhiều cho nó phải run đúng không? À đây là cái địa điểm để anh Minh vô ngủ hàng ngày đúng không? À lúc trước mình ở đây thấy có niệm rồi đồ. Nhưng mà bây giờ ông Be ông ở thì Ông Be bạn Minh này. Ông Be ông tới đây ông ở. Ôi sao hà cảnh quan cái này buồn quá. Ủa cái này có cả áo đứng này. Giống có cặp một vợ chồng ở đây á. Đúng không?
chắc vậy quá. Đúng không mình? Dạ. Trong trong nhà này là có hình như có một cặp vợ chồng ở đúng không? Không có cặp vợ chồng nào dân, có con bé không à? Sao thấy mặc áo đồ có áo phụ nữ, có áo phụ nữ trong đó. Đúng đâu. Này. Ừ. Đấy, áo phụ nữ đó đang mắc á. Dạ. Không. Đúng đâu. Đấy, không có trơn á, áo phụ nữ đó. Trên xào đó, cái áo sọc đó. Ừ, áo đấy áo nữ rồi, áo bên này cũng áo nữ luôn được. Áo phụ nữ hả? Ừ. Mấy áo đây không à. Chắc không đem gái về nhà hay gì mà. Mà sao thế anh em nhà của chú mình mà mình không ở mà để cho người khác ở? Tại vì ổng khó khăn lắm, ổng ở quê Càng Long á. Ổng ở quê Càng Long á, rồi ổng mới lên đây, ổng muốn nhà trọ ổng ở. Ừ. Ngồi ngồi xuống đi. Nhưng mà nhà trọ thì không cho ổng ở. Ngồi xuống đi. Nhà trọ không cho ổng ở thì qua đây ổng ở. Ừ. Là sao không vào ở cùng mấy ông ấy cho vui mà lại ngủ ngoài vỉa hè? Thôi, nhìn thích thì ở vỉa thích ngủ ngoài vỉa hè. hè. Nhưng mà cho mình hỏi Minh này, cái nhà kia là cha mẹ để lại cho mình. Dạ, cô cha mẹ. Ừ, của cha mẹ để lại nhưng mà cho mình hay là Họ anh chị có mẹ để chưa không? chưa chưa có cho ai chứ á, Chưa có cho. chỉ để lại Nhà của Trung ở ha. ở ở Nhà chung của mấy anh chị em. ở đúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ ví dụ như thế làm sao mình không làm dọn dẹp đi ở mà lại đi ăn nhậu tới ngày vậy? Mình này làm gì vậy? Ngày xưa Nhà mình làm gì? Ngày xưa làm nghề gì? mình phục hộ. Phụ hồ. Hey. Xong bắt đầu là nhậu quen rồi. Hey. Xong giờ không muốn đi làm chỉ muốn nhậu thôi đúng không? Ừ. Rồi có Yeah. vợ có con gì chưa? Chưa Chưa hả? độc thân mới ngồi nhậu vậy đó, đi không có vợ con Không có con gì hết. Ừ. Nghe mình nhìn có giọng hát hay lắm này. Đúng yeah. không? Ờ, nó vậy mình hát tặng cho mấy anh em bài được không? Ừ. Nghe giọng này hát hay lắm. Giờ giờ là làm bài ha. Thuộc thuộc bài gì hát tặng cho Này anh em bài đó. bài tủ của mình là bài gì mình ai thêm lúc nhóc Ừ, cứ hát đi, hát nha liên tục đi. chim tung bay hót vang trong bình minh chân cô đơn áo phong sương hành trình từ Long An một hóa mỹ tho xuôi về Gò Công Tiền Giang ngút ngàn như một tâm thảm lửa vàng hướng em tôi áo đơn sơ và trên lưng trâu nước da nâu mặn mà từng ngày xưa cây lửa đã nuôi dân mình nồng khu xa mát ngon như dòng sữa mẹ mường Hay quá. đời quýt cây bè nổi tiếng ngọt Hết hồn. ngay ai ăn rồi nhớ mãi miền Tây ngò ngò ghê gái miền Tây má hay hay chắc phát bao đời bao hái hời phù sa ơi đồng tình hương Biểu cảm đẹp quá. quê rồi nha Rồi con thích bà còn bài gì nữa không? à, rồi Ngồi ngồi xuống đi đâu ạ? Ngồi xuống anh hỏi hỏi xong thăm rồi hỏi xin thăm chơi chứ tí cho tiền mua mua rượu. vậy Ừ, rồi bây giờ còn bài nào nữa không? còn nhóc quậy Hát chứ tặng cho anh mấy bài nữa đi. Nghe đang hay. cái bài mà mình thường hay hát mỗi khi buồn á tâm trạng của mình á tặng mọi người một bài ha có khi nào anh khóc không có khi nào anh rớt nước mắt không có khi rớt nước mắt mà hết nước mắt luôn rồi bây sao lý giờ do sao mà hết nước mắt hát thử bài thì coi mình có cái diễn vãn buồn á cái khóc hết nước mắt bây giờ lựa cái bài nào tâm trạng nhất bài nào tâm trạng nhất mình hát một bài để năm tặng mọi người ha dạng nhất không có bản nào đồng dạng nhất á trời nhớ nhưng mà có nhiều bài hát lắm rồi bây giờ làm bài nào cũng được bài nào mình cảm thấy mình thích á giờ anh Minh hát đi anh nghe mình nói là mình có một cái dĩ vãng buồn cái dĩ vãng buồn đấy là dĩ vãng gì vẫn buồn thất tình hay gì vì cha mẹ không bên này thôi cha mẹ người nhớ thì bạn bá đó thì mình chưa có trả hiếu được cho cha mẹ vì cha mẹ đúng qua rồi đời đúng không qua đây à. Nhưng mà bên này nói hai cái mã cha mẹ có bên này kìa rồi rồi thấy rồi gọi chút xíu là bây giờ đi mình có rồi muốn ra thăm cha mẹ không đấy cầm cây nhang ra thắp cho cha mẹ đấy. mình đốt nhang cho cha mẹ rồi.
anh hỏi. Xin lỗi hay là muốn làm gì đó, chia sẻ về tâm tư của mình. Đây cũng là cái cơ hội để có dịp thăm lại mẹ mình. Nằm đánh lẻo ngoài này. Đâu cha đâu? Đây cha nè. À, mẹ đâu? Mẹ này. Ông nội bà nội của mình kìa. Ông nội bà nội mình trước. Mà còn biết ông nội bà nội trước. Con hiếu lắm á. Nhìn vậy nhưng mà cực kỳ hiếu, cũng có khả năng là do cú sốc do cha mẹ mất. Xong đó là buồn quá, bắt đầu mới thành ra những chung chung. Bỏ hết. Ông chí còn mình bên này sống vui sinh tư nữa mà không có suy nghĩ. Làm ra từ đầu hả? Dạ. Anh có thường vô đây đốt nhang không? Không. Hôm nay mới có cơ hội vô đốt ha. À. Ông nội, bà nội. Ừ. Có muốn nói gì với ông bà nội không? Người qua nói chuyện với cha mẹ đi. Thì chú năm của mình này chú chính của mình này chú chính là nhưng mà nó nghĩ vậy. Này chú năm mình này. Chú năm. Nào có chân gất cậu thì nó cháy những cái đám gần như vậy xong đúng đây. Em nhớ cha mẹ là nhớ về cái chuyện gì? Chuyện cha mẹ còn hai anh em của Minh nè, thằng Trinh Chiến là chắc hết trơn rồi. Ồ, Trinh Chiến đều chết rồi. Dạ. Vậy là chỉ còn mỗi đứa em gái thôi. Ừ. Em gái có chậu có con nha, trước tiên rồi. Vậy là từ nãy đến giờ mình không có hiểu các bạn. Đó là do là Minh xong rồi đến Trinh Chiến đúng không? Ừ. Là hai người em. Mình Tư Quân. Quân. Quân á, thằng gái. Nhớ gái á. À không, hai người con trai tên gì? Trinh Chiến. Ừ, thì anh nhớ đúng không? Có nghĩa là nhà Trinh, nhà con của Minh thì có bốn anh em. Ừ. Có một em gái và ba em trai. Ừ. Nhưng mà do Trinh Chiến thì chết rồi. Ừ. À, nó mất lâu chưa em? Nó mới mất cái này mấy năm à? Ờ sao mất vậy? Có thằng Trinh á thì tự giận nó phóng cậu. À. Còn thằng Quý Thành Chiến á là nó bị bệnh. À, trời ơi, gia đình bị tội quá ha. Ừ. Có nghĩa gia đình nhà em này thì nói chung là cũng cha mẹ thì mất này. Để hai đứa em cũng mất này. Giờ chỉ còn mỗi mình em gái thôi. Ừ. Em gái thì bây giờ lấy chồng xa thì cũng không có giúp được gì cho mình. Ừ. Cho nên là có phải là vì vậy cho nên là mình mới buồn, mình mới uống rượu không? À. Có phải là vì vậy cho nên là mình mới buồn, mình mới ngày ngày uống rượu để cho quên đi không? Ừ, này đâu có, không có buồn gì, đâu có cái nói, đâu có gì đâu mà buồn. Ừ, kệ nó đi hả? Tới đâu tính tới đó hả? Ừ. Ừ. Cái lâu lâu nó về để thăm mình này, để cho mình này tiện. Ừ, vậy là lâu lâu người em gái vẫn về. Ừ. Tại sao mà... Nó làm cho Sài Gòn... Nó có chồng cho Sài Gòn, nó làm... À... Nó công ty... Nếu vậy thì từ nãy đến giờ là anh giờ mới biết là hai người em của em mất rồi, các em gái thì lấy chồng rồi. Thì tính ra cái nhà phía trước kia là nhà bây giờ là nhà của em.
bởi vì là cha mẹ mất rồi, hai đứa em cũng mất rồi, còn mỗi đứa em gái thì đi lấy chồng rồi, thì cái nhà đó chắc chắn là nhà của em rồi, đúng không? Cha mẹ mất thì để lại cho con, tại sao mình không sửa sang không có làm gì hết trơn á? Rồi sao mình, tại sao mình không đi kiếm cái gì đó mình làm để mình lấy vợ sau này nữa? Chưa biết nữa. Chưa biết hả? Dạ. Bây giờ em cứ tối đầu em uống rượu như vậy thì cuộc đời của em nó sẽ ra sao? Đầu tới đầu hay tới đó. Tới đầu hay tới đó hả? Chưa có biết chơi sao. Ngày xưa em học đến lớp mấy? Dạ lớp 8. 8 rồi nghỉ rồi. Em mà uống rượu vậy là cuộc đời của em coi như là xong luôn á. Bình thường. Còn trẻ tính ra đẹp trai chứ. Nhất là còn trẻ, cái thứ hai nữa là chiêm các đàng hoàng. Nhà cửa cũng có đàng hoàng chứ đâu phải không có. Ngày xưa cha mẹ để lại cái nhà nó đàng hoàng đúng không? Dạ. Nhưng mà do mình là mình quỷ quá. Mình rõ nhà rồi mình bán dần dần đúng không? Để lấy tiền uống rượu đúng không? Rõ bao nhiêu lâu thì hết cái nhà? Mấy tháng chạy rồi hết. Mấy tháng trời là bán hết, là bán là chỉ để mua rượu thôi đúng không? À thôi bây giờ mình không có nói đến chuyện buồn nữa, thì nói sơ qua thì cũng biết về cái cuộc sống của mình đến như thế nào rồi ha. Anh chỉ muốn khuyên mình là tốt nhất là tốt bớt rượu chè đi, rồi đi làm kiếm tiền về sửa sang cái nhà lại để mình ở, mình làm lại cuộc đời, rồi bắt đầu mình lấy vợ sinh con chứ. Có muốn lấy vợ không? Lấy vợ thì vướng bận quá. Lấy vợ bận quá hả? Thôi bây giờ mình bỏ qua hết cái đó đi ha. Bây giờ nói đến chuyện vui này, bây giờ mình hát tặng cho anh vài bài này. Anh nghe giọng hát của mình cũng khá là hay, cho nên là muốn mình hát tặng cho anh vài bài. Rồi bây giờ mình muốn hát bài gì mình hát, bài gì mà mình cảm thấy thích chứ. Em số yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lạc lòi, phải không em? 10 năm hằn sầu, chiếu trong tim. Ta chót vong ân, ta chót vong thân, mang tôi hòa niên làm kiếp phong trần. Bóng tà ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hẹn thoảng quy vụ ngàn lầu xanh. Ngoài kia là đồng thơm hơn lúa mấy, bên ly xe xanh nhà nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta yêu mến, sâu bóng chung đôi những ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng ấy sáng lối. Anh sẽ đưa em đi về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dằn dò nữa không em? Hồi hãy theo anh ta hót hơn mê, miệng lối ăn năn cùng dắt nhau về. Mình cho anh hỏi này. Thì em nói chuyện em đang nhìn thấy. Em dạ. Em nhìn thấy mấy kia. Đây bà nội ông nội nhà thờ ông kia. Đây dòng dòng đây là. Trời hết hồn này, tưởng em nói chuyện lại. Mình cho anh hỏi này. Nha. Anh nghe em hát hai bài hát thì anh thấy có cả cảm giác thì giống như em đang bị thất tình hay đang buồn cái chuyện tình cảm gì đúng không? Không buồn gì tình cảm. Ngày xưa em đã có người yêu chưa? Có rồi. Rồi lý do sao chia tay? Này mình này vậy sao đâu. Quen được bao lâu? Quen được mấy năm rồi. Quen được mấy năm? Có phải là vì chia tay với người yêu nên em buồn không? Không. Yêu có nói gì không? Yêu nhìn mình này không nói gì. Nó nhìn thôi chứ nó nói gì hết. Rồi mình nhìn người yêu thì mình có nhớ không? Có thương không? Nhớ. Thương. Có nghĩa là giờ hiện tại bây giờ trong lòng vẫn còn có người yêu đúng không? Có. Nhưng mà do là giờ mình như vậy rồi. Theo anh nghĩ là có phải là do em chia tay với người yêu nên em mới buồn, em mới nhọng nhẹt như vậy không? Không có nghĩ vậy. Không phải nghĩ vậy hả? Rồi bây giờ người yêu lấy chồng khác rồi. Có con rồi. Có hai đứa con rồi. Rồi khi mà đi ngang qua nhìn nhau thì có thấy nhìn nhau vui. Có thấy thương không? Thương. Có muốn quay lại thời đó không? Không. Nói chung là đi ngang qua thì thứ nhất là thấy em nhậu thì đúng ra là anh không có mến đâu, anh không thích những người nhậu. Không thích người nhậu à? Đúng rồi, anh không thích những người nhậu. Nhưng mà qua tiếp xúc á thì anh thấy Minh cũng là một người sống có tình cảm ha, thấy cũng thương cha thương mẹ, thấy cha mẹ mất rồi vẫn có một cái tấm lòng giống kiểu là thương cha mẹ, bởi vì chưa làm được gì cho cha mẹ đúng không, thì cũng mến.
Nhưng mà anh khuyên em thì tốt nhất là nên bỏ nhậu đi ha, làm lại cuộc đời ha, rồi sau này đi làm có tiền rồi, kiếm tiền rồi sửa nhà lại rồi lấy vợ lấy con, đẻ con ha, chứ đừng có nhậu nhẹt như vậy nữa ha. Thì anh thì gọi là tấm lòng của anh cho em một chút xíu để em mua cơm ăn thôi nha. Dạ cảm ơn. Đừng có ăn nhậu nữa nha. Chứ ăn nhậu nhiều người ta không thích đâu nha. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đấy các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nha. Rồi đây lấy cho ha.